Nếu như mà chúng ta biết cách kích hoạt cái ngôi sao số 1 này lên, kích hoạt cái ngôi sao tốt này lên, thì nó sẽ giúp cho chúng ta rất là thuận lợi trong công việc cũng như là trong cuộc sống của chúng ta. Đặc biệt là nhà mà có các cháu mà chuẩn bị thi cử, thì khi mà chúng ta kích hoạt cái ngôi sao số 1 này lên cũng sẽ rất là thuận lợi cho các cháu, là đặc biệt là sắp mà tới là thi cử sẽ thuận lợi và hanh thông hơn. Chào các bạn, trong video hôm nay thì tôi sẽ cùng các bạn phân tích khi mà bước sang năm Nhâm Dần tại cái khu vực phía Bắc của nhà chúng ta cần phải lưu ý điều gì. Bởi vì theo cái sự chuyển dịch của các ngôi sao ấy, khi mà bước sang năm Nhâm Dần năm 2022 thì tại cái khu vực phía Bắc của nhà chúng ta sẽ là ngôi sao số 1, là ngôi sao Nhất Bạch Thủy đóng tại cái cung vị này. Mà hiện nay là chúng ta đang ở trong vận 8 và chuẩn bị bước sang vận 9. Có nghĩa là vận 8 này thì sẽ là từ năm 2004 đến năm 2023. Còn bước sang vận 9 thì sẽ là từ năm 2024 cho đến năm 2043 là chúng ta sẽ bước sang vận 9. Có nghĩa là ngôi sao số 1 được gọi là ngôi sao sinh khí, có nghĩa là ngôi sao tốt, đúng không ạ? Thì khi mà ngôi sao tốt nó bay về cái phương vị phía Bắc của nhà chúng ta, thì chúng ta nếu như mà chúng ta biết cách kích hoạt cái ngôi sao số 1 này lên, kích hoạt cái ngôi sao tốt này lên, thì nó sẽ giúp cho chúng ta rất là thuận lợi trong công việc cũng như là trong cuộc sống của chúng ta. Đấy, cũng như là đặc biệt là nhà mà có các cháu mà chuẩn bị thi cử, thì khi mà chúng ta kích hoạt cái ngôi sao số 1 này lên cũng sẽ rất là thuận lợi cho các cháu, là đặc biệt là sắp mà tới là thi cử sẽ thuận lợi và hanh thông hơn. Thì làm thế nào để mà chúng ta có thể là kích hoạt ngôi sao số 1 này, thì chúng ta lại xuất phát theo tính chất của cái quy luật của ngũ hành. Có là ngôi sao số 1 là ngôi sao Nhất Bạch Thủy, bản thân nó là mang đến ngũ hành thủy. Thì để mà kích hoạt cái ngôi sao này thì các bạn có thể sử dụng những cái vật phẩm phong thủy mang hành kim. Mang hành kim thì các bạn có thể sử dụng đặt những cái đồ đồng tại cái vị trí phía Bắc của nhà chúng ta. Đó, vị trí hoặc là cầu Thạch Anh màu trắng này, kim tự tháp màu trắng, trụ đá Thạch Anh màu trắng. Đấy, thì nó sẽ rất là tốt cho cái ngôi sao số 1 này. Đấy, rất là tốt ngôi sao số 1. Và đặc biệt là những nhà ai mà có mở cổng này, mở cửa này, hoặc là có ban công này, hoặc là kê giường ngủ tại cái vị trí mà có ngôi sao số 1 đáo tại cung vị phía Bắc này, thì cũng sẽ rất là thuận lợi nếu như chúng ta kích hoạt cái ngôi sao số 1 này lên. Và ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải lưu ý, đó là ngôi sao số 1 nó mang ngũ hành là hành thủy, thì tại vị trí phía Bắc của căn nhà chúng ta thì bước sang năm 2022 thì các bạn không nên đặt những cái vật phẩm mà mang hành thổ, ví dụ như là trụ đá Thạch Anh màu vàng, kim tự tháp màu vàng đó, hay hoặc là các cái vật phẩm phong thủy mà mang ngũ hành thổ, thì tại khu vực phía Bắc thì chúng ta không nên đặt tại cái vị trí đó, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng, bởi vì thủy, đúng không ạ, thổ nó sẽ khắc thủy. Có nghĩa là khi mà bạn đặt những cái vật phẩm phong thủy mang hành thổ tại vị trí phía Bắc, nó sẽ làm giảm đi cái tính tốt của cái ngôi sao số 1 này, thì nó cũng sẽ không tốt, đúng không ạ? Đấy, vậy chúng ta phải kích hoạt cái ngôi sao số 1 này lên để chúng ta gặp được nhiều những cái điều thuận lợi. Thì các bạn có thể sử dụng những cái vật phẩm phong thủy như tôi vừa mới chia sẻ. Và đặc biệt là các bạn nên sử dụng những vật phẩm phong thủy mà phải được khai quang chỉ chú, bởi vì các bạn hiểu là bản chất của phong thủy là khí. Khi mà chúng ta sử dụng những cái vật phẩm phong thủy mà có trường khí, có trường năng lượng nó cao, thì nó mới có tác dụng để mà kích hoạt, cũng để mà tác dụng hóa giải. Chứ không phải chúng ta ra chợ, chúng ta chọn bất kỳ một cái vật phẩm phong thủy mà nó không được kiểm chứng, không được giám định, thì nhiều khi là vật phẩm phong thủy nó lại mang họa về nhà chúng ta, đúng không ạ? Cho nên là các bạn nên chọn những cái vật phẩm phong thủy uy tín để mà kích hoạt những cái trường năng lượng lên. Bởi vì những cái vật phẩm phong thủy mà có trường năng lượng cao đặt vào trong nhà chúng ta, mặc dù rất là nhỏ thôi, nhưng nó sẽ kích hoạt rất là tốt cái trường khí tại khu vực đó. Nó sẽ làm cho cái trường khí tại khu vực đó nó được kích hoạt, nó tốt hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Đấy, thì trong video hôm nay tôi vừa mới chia sẻ với các bạn về cách để mà giúp các bạn có thể là kích hoạt tại cung vị phía Bắc của nhà các bạn khi bước sang năm Nhâm Dần năm 2022. Thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian để mà theo dõi video của tôi trong ngày hôm nay. Nếu như bạn cảm thấy video này hay, hãy nhớ like và đăng ký kênh để có thể nhận được những video chia sẻ mới nhất về kiến thức phong thủy của tôi.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ kênh YouTube Tuấn Phong Thủy trong thời gian vừa qua. Nếu như các bạn có bất kỳ những thắc mắc nào liên quan đến lĩnh vực về phong thủy thì hãy nhắn qua số Zalo trên màn hình hoặc kích vào đường link Zalo bên dưới phần mô tả thì tôi sẽ hỗ trợ giúp các bạn giải đáp những cái vấn đề, những cái thắc mắc. Và đừng quên hãy ấn nút đăng ký và ấn thông báo hình quả chuông để có thể nhận được những video chia sẻ mới nhất về kiến thức phong thủy của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.